À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với môn học tiếng Việt lớp 2, tập 2, bộ sách Cánh Diều, bài 26, Muôn loài chung sống. Tập đọc ai cũng có ích. Các con ạ, cô trò chúng mình đang tìm hiểu chủ điểm muôn loài chung sống. Ở bài học trước, các con đã được làm quen với chú hươu cao cổ vô cùng đáng yêu và thú vị phải không nào? Ở bài học ai cũng có ích ngày hôm nay, các con sẽ biết thêm được về một số loài vật sống ở trong rừng xanh và công việc hàng ngày của những loài vật ấy. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện đọc các con nhé. Các con hãy quan sát lên màn hình. Cô có hai bức tranh. Các con hãy cho cô biết trong mỗi bức tranh vẽ gì nào. À, ở trong bức tranh thứ nhất, các con nhìn thấy có chim gõ kiến, khỉ, sóc con. Ở bức tranh thứ hai, chúng ta thấy xuất hiện thêm voi con. Mỗi con vật đều đang bận rộn làm việc. Vậy, câu chuyện ai cũng có ích ngày hôm nay muốn nói với chúng ta điều gì? Để biết được, các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc này nhé. Các con lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô nhé. Ai cũng có ích. Trong khu rừng nọ, các con vật đều bận rộn. Hằng ngày, chim gõ kiến gõ gõ, đục đục, chữa bệnh cho cây. Khỉ con thì đu từ cây này sang cây khác, giật những dây leo chẳng chịt xuống để cây không vướng víu. Sóc con vùi những hạt thông xuống lớp đất mềm. Chờ mưa đến, những cây thông non sẽ vươn lên. Chỉ có voi con là chẳng biết làm gì. Một hôm, voi bị cành cây khô trên mặt đất vướng vào chân. Nó liền dùng chiếc mũi dài của mình cuốn cành cây lên, vứt ra xa, rồi hớn hở bảo các bạn: "Tớ phát hiện ra mình có chiếc mũi." Các bạn đều cười. "Sao bây giờ bạn mới biết mình có mũi?" "Ý tớ là bây giờ mới biết mũi tớ rất có ích. Thật tuyệt." Từ đó, voi dùng chiếc mũi của mình dọn sạch những cành cây khô rơi rụng ngang dọc trong rừng, tạo ra rất nhiều chỗ trống cho sóc trồng cây. Không lâu sau, từ những chỗ đất trống mọc lên nhiều mầm cây xanh tốt. Theo sách 100 chuyện ngụ ngôn hay nhất, các con vừa lắng nghe cô đọc mẫu câu chuyện ai cũng có ích. Các con thấy câu chuyện có hay không nào? À, đây là một câu chuyện rất thú vị phải không nào? Vậy sau khi lắng nghe cô đọc mẫu câu chuyện này thì các con hãy cho cô biết bài tập đọc này được chia thành mấy đoạn? À đúng rồi, bài tập đọc này được chia thành 3 đoạn. Ở trong sách giáo khoa đã đánh các số 1, 2, 3 ở đầu mỗi đoạn. Đoạn 1, từ trong khu rừng nọ đến những cây thông non sẽ vươn lên. Đoạn 2, từ chỉ có voi con là chẳng biết làm gì đến thật tuyệt. Đoạn 3 chính là đoạn còn lại. Từ đó voi con dùng chiếc mũi của mình đến không lâu sau, từ những chỗ đất trống mọc lên nhiều mầm cây xanh tốt. Trong bài có một số từ ngữ khó phát âm, cô đã dùng các dấu gạch để gạch chân. Các con hãy lắng nghe cô đọc và đọc theo cô nhé. Đều bận rộn. Giật. Chằng chịt. Vướng víu. Vươn lên.
Cuốn. Cuốn. Vứt ra xa. Vứt ra xa. Hớn hở. Hớn hở. Thật tuyệt. Dọn sạch. Các con ạ, để đọc tốt được một bài tập đọc thì việc ngắt nghỉ hơi đúng chỗ rất quan trọng phải không nào? Trong bài có một số những câu dài, chính vì thế cô đã dùng các dấu gạch để ngăn cách giúp chúng ta có thể dễ dàng đọc hay và đọc tốt bài tập đọc này hơn. Các con hãy lắng nghe cô đọc và đọc theo cô nhé. Khỉ con thì đu từ cây này sang cây khác, giật những dây leo chằng chịt xuống để cây không bị vướng víu. Nó liền dùng chiếc mũi dài của mình cuốn cành cây lên, vứt ra xa, rồi hớn hở bảo các bạn. Từ đó, voi dùng chiếc mũi của mình dọn sạch những cành cây khô, rơi rụng ngang dọc trong rừng, tạo ra rất nhiều chỗ trống cho sóc trồng cây. Bây giờ, các con hãy đọc lại bài tập đọc Ai cũng có ích một lần nữa nhé. Trong bài có một số từ ngữ mà cô trò chúng mình cần giải nghĩa. Từ đầu tiên là từ chiếc mũi dài. Chiếc mũi dài là phần vòi voi. Phần mũi rất dài của con voi có thể cuộn tròn lại để lấy và giữ đồ vật. Ở đây cô còn lấy hình ảnh minh họa. Đây chính là phần mũi dài hay chiếc vòi của voi đấy các con ạ. Con voi có thể dùng chiếc vòi của mình để cuộn lại, lấy và giữ đồ vật rất chắc chắn. Từ tiếp theo là từ bận rộn. Theo các con, bận rộn có nghĩa là gì nhỉ? À, bận rộn có nghĩa là có nhiều việc cần làm một lúc, việc nọ nối tiếp việc kia. Như bố mẹ của chúng mình rất là bận rộn đấy các con ạ, bởi vì vừa phải chăm sóc gia đình và bố mẹ của chúng ta cũng có những công việc khác nữa. Chính vì thế các con cần chăm chỉ học tập và giúp đỡ bố mẹ những công việc nhà nhé. Từ tiếp theo là từ chằng chịt. Chằng chịt có nghĩa là đan chéo vào nhau mà không theo hàng lối trật tự nào cả. Hớn hở. Theo các con hiểu hớn hở có nghĩa là gì nhỉ? À, hớn hở là nét mặt tươi tỉnh, lộ rõ vẻ vui mừng. Ví dụ như khi các con đạt điểm cao ở một bài kiểm tra, chắc hẳn các con sẽ rất hớn hở, rất vui vẻ với kết quả mà mình đạt được, phải không nào? Như vậy là cô vừa giúp chúng mình hiểu về những từ ngữ khó ở trong bài. Bây giờ, để tìm hiểu kỹ hơn về bài đọc ngày hôm nay, thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đọc hiểu các con nhé. Câu 1. Chim gõ kiến, khỉ và sóc làm gì để chăm sóc và trồng cây? À, để biết được, các con hãy đọc đoạn 1 ở đây nhé. Trong khu rừng nọ, các con vật đều bận rộn. Hàng ngày, chim gõ kiến gõ gõ, đục đục, chữa bệnh cho cây. Khỉ con thì đu từ cây này sang cây khác, giật những dây leo chằng chịt xuống để cây không vướng víu. Sóc con vùi những hạt thông xuống lớp đất mềm, chờ mưa đến, những cây thông non sẽ vươn lên. À, sau khi đọc xong đoạn 1, các con đã tìm ra được câu trả lời chưa nào? À, khi đọc đoạn 1 thì chúng ta thấy chim gõ kiến, khỉ và sóc đều có những công việc của riêng mình, đều giúp chăm sóc và trồng cây, phải không nào? Hằng ngày, chim gõ kiến thì gõ gõ đục đục chữa bệnh cho cây. Khỉ con thì đu từ cây này sang cây khác, giật những dây leo chằng chịt xuống để cây không vướng víu. Còn sóc con thì làm gì nhỉ? À, sóc con vùi những hạt thông xuống lớp đất mềm, chờ mưa đến, những cây thông non sẽ vươn lên. Như vậy, chúng ta thấy công việc của chim gõ kiến, khỉ và sóc
đều là những công việc có ích, phải không các con? Câu 2. Điều gì giúp voi phát hiện ra lợi ích của chiếc mũi dài? À, để biết được, các con hãy xem lại bài tập đọc và trả lời câu hỏi này cho cô nhé. À, các con đã tìm ra được câu trả lời chưa? Điều gì giúp voi phát hiện ra lợi ích của chiếc mũi dài nhỉ? À, đó là nhờ sự việc một hôm voi bị cành cây khô trên mặt đất vướng vào chân. Nó liền dùng chiếc mũi dài của mình cuốn cành cây lên, vứt ra xa, rồi nó hớn hở báo với các bạn phát hiện về chiếc mũi, cái vòi của mình. Như vậy, khi cần dùng đến chiếc vòi của mình thì nó mới phát hiện ra lợi ích của chiếc mũi dài, đúng không nào các con? Vậy, sau khi phát hiện ra lợi ích chiếc mũi dài của mình thì chú voi con còn dùng chiếc mũi đó để làm những công việc gì có ích không nhỉ? Để biết được thì cô trò chúng mình hãy cùng đi trả lời câu hỏi số 3 nhé. Voi đã dùng chiếc mũi dài làm gì để cùng các bạn trồng cây? À, để trả lời được câu hỏi này, các con hãy đọc đoạn số 3. Từ đó, voi dùng chiếc mũi của mình dọn sạch những cành cây khô rơi rụng ngang dọc trong rừng, tạo ra rất nhiều chỗ trống cho sóc trồng cây. Không lâu sau, từ những chỗ đất trống mọc lên nhiều mầm cây xanh tốt. Như vậy, các con đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi này chưa? À, chúng ta đã thấy, sau khi voi phát hiện ra lợi ích chiếc mũi dài của mình, thì voi đã dùng chiếc mũi dài của mình để dọn sạch những cành cây khô rơi rụng ngang dọc trong rừng, tạo ra rất nhiều chỗ trống cho sóc trồng cây, và từ những chỗ đất trống đó đã mọc lên nhiều mầm cây xanh tốt. Như vậy là chúng ta đều thấy các con vật ở trong câu chuyện này đều có những công việc riêng của mình và những công việc ấy đều có ích, phải không nào? Vậy, qua câu chuyện, con hiểu thêm điều gì? À, qua câu chuyện, chúng ta thấy rằng ai cũng có ích, ai cũng làm được việc tốt, nhưng cần phải biết rõ điểm mạnh của mình để phát huy nó thì sẽ làm được nhiều việc tốt có ích. Cũng như mỗi học sinh chúng ta, nếu như các con phát hiện ra điểm mạnh của mình và phát huy nó, cô tin rằng chắc chắn các con sẽ làm được nên những điều kỳ diệu đấy. Các con hãy thử sức nhé. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau bước sang phần luyện tập. Bài 1. Tìm trong bài đọc A. Một câu dùng để kể, có dấu chấm. B. Một câu dùng để hỏi, có dấu chấm hỏi. C. Một câu dùng để bộc lộ cảm xúc, có dấu chấm than. Trước hết, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi thực hiện câu A trước. Câu A. Tìm trong bài đọc một câu dùng để kể, có dấu chấm. Các con đã học về câu kể rồi. Bây giờ các con hãy tìm một câu dùng để kể ở trong bài tập đọc nhé. Cô có thể lấy ví dụ một câu: trong khu rừng nọ, các con vật đều bận rộn. Đây là một câu kể. Các con lưu ý trong câu kể, chữ cái đầu dòng viết hoa và cuối câu kể có dấu chấm. Tương tự, cô tin rằng các con sẽ tìm được rất nhiều câu kể như thế ở trong bài tập đọc. Câu B. Tìm trong bài đọc một câu dùng để hỏi, có dấu chấm hỏi. À, trong bài tập đọc cô tìm được một câu hỏi: sao bây giờ bạn mới biết mình có mũi? Đây là câu hỏi thể hiện sự tò mò và vô cùng ngạc nhiên của các bạn, là của bạn voi đúng không? Các bạn của voi thấy vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sao bây giờ voi mới biết là mình có mũi. Đó, như vậy trong câu hỏi này các con thấy chữ cái đầu dòng viết hoa và cuối câu hỏi thì có dấu chấm hỏi. Câu C. Một câu, tìm trong bài đọc một câu để bộc lộ cảm xúc, có dấu chấm than. À, cô tìm được một câu đó là thật tuyệt. Câu này thể hiện cảm xúc vô cùng sung sướng của chú voi con khi phát hiện ra lợi ích chiếc mũi của mình, phải không nào? Các con chú ý, với câu thể hiện bộc lộ cảm xúc, đầu câu viết hoa
và cuối câu cần có dấu chấm than. Như vậy, sau bài 1 này thì các con đã được luyện tập về câu kể, câu hỏi và câu dùng để bộc lộ cảm xúc. Bây giờ cô trò chúng mình tiếp tục sang bài 2. Bài 2, dấu câu nào phù hợp với mỗi ô trống, dấu chấm hỏi hay dấu chấm than? Chúng mình cùng đọc đoạn văn nhé. Trời nắng gắt, ong vẫn say sưa hút nhụy hoa. Bướm bay qua, hỏi, sao chị không nghỉ một chút? Ong đáp, nắng thế này mật mới ngon, em ạ. Bướm bảo, chắc vì vậy mà mật của chị ngon tuyệt. Bây giờ, các con hãy cùng suy nghĩ và làm bài tập này nhé. Các con đã hoàn thành bài tập xong chưa? Cô trò chúng mình cùng chữa bài nhé. Đoạn văn của cô được hoàn thành như sau. Trời nắng gắt, ong vẫn say sưa hút nhụy hoa. Chấm, bướm bay qua hỏi, sao chị không nghỉ một chút? Hỏi chấm, ong đáp, nắng thế này mật mới ngon em ạ. Bướm bảo, chắc vì vậy mà mật của chị ngon tuyệt. Chấm than. À, chúng ta thấy câu trời nắng gắt, ong vẫn say sưa hút nhụy hoa. Đây là một câu kể. Câu kể này đã rõ ý, rõ ràng và đầy đủ, cho nên cô dùng dấu chấm để đặt vào cuối câu. Tiếp tục, bướm bay qua hỏi, sao chị không nghỉ một chút? À, sau câu hỏi, sao chị không nghỉ một chút, cô đặt dấu hỏi chấm vì đây là một câu hỏi. Tiếp tục, ong đáp, nắng thế này mật mới ngon, em ạ. Bướm bảo, chắc vì vậy mà mật của chị ngon tuyệt. À, sau câu, chắc vì vậy mà mật của chị ngon tuyệt, cô đặt dấu chấm than, bởi vì đây là một câu bộc lộ cảm xúc. Đây chính là cảm xúc mà vô cùng ngưỡng mộ của bướm dành cho lời khen cho mật của ong, đúng không nào? Như vậy, sau bài tập 2 này, các con đã được luyện tập về các dấu câu, đó là dấu chấm hỏi và dấu chấm than. Các con học sinh thân mến, cô trò chúng mình vừa đi tìm hiểu bài tập đọc Ai cũng có ích. Qua bài học, các con biết được các con vật trong rừng đều có ích, đều làm được việc tốt nếu biết điểm mạnh của mình. Như voi con lúc đầu không biết làm gì, sau đó đã biết làm việc tốt, có ích, giống như các bạn trong khu rừng. Từ bài tập đọc này, các con cũng có thể rút ra được một bài học vô cùng quý giá cho bản thân mình. Đó là nếu như chúng ta biết được điểm mạnh, điểm tốt của mình và phát huy được điểm mạnh, điểm tốt đó, thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều có ích. Con hãy ghi nhớ bài học này nhé. Về nhà, các con hãy luyện tập bài tập đọc Ai cũng có ích này cho người thân cùng nghe. Cô chúc các con đọc tốt. Hẹn gặp lại các con ở trong những bài học tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.